gặp lại quý vị trong chương trình du lịch kỳ thú. Không biết là quý vị có nôn nao giống như là Cát Tường, Thiên Vương cũng như là Miko Lan Trinh hay May hay không? Chứ còn là chúng tôi luôn luôn háo hức tới cái khung giờ phát sóng vào lúc 9:30 và 16:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Và trước tiên thì bây giờ Thiên Vương có thể điểm lại coi cái số vừa rồi là mình đã làm được gì rồi nè. Số tuần vừa rồi chúng ta đã đi chị cứ hỏi anh Vương nhớ cái gì, bảo đảm anh chỉ nhớ đồ ăn thôi. Đúng rồi, chị nhớ cái đồ ăn đúng thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp nối theo cái hành trình của Nico Lan Trinh và May, xem coi như là tuần này số này các bạn sẽ đi được tới đâu và ăn được những món gì ngon, thưa quý vị. Và bây giờ xin mời. Từ thành phố Hồ Chí Minh trải qua 6 giờ bay, các thành viên đã có thể đến với vùng đất Kansai phía tây Nhật Bản, nơi kết tinh tinh hoa hòa hợp giữa yếu tố hiện đại và truyền thống. Khu vực này bao gồm các tỉnh Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Wakayama và Shiga. Đây cũng chính là điểm đến của chương trình du lịch kỳ thú lần này. Thành cổ Osaka so. Đẹp quá. Wow. Bự quá, lớn quá. Thành Osaka là tòa lâu đài lịch sử ở thành phố Osaka. Tòa thành do tướng quân Toyotomi Hideyoshi xây dựng vào thời kỳ chiến quốc ở Nhật Bản. Cho đến nay, tòa thành vẫn còn đứng sừng sững như một biểu tượng của Osaka và là điểm đến du lịch hàng đầu tại đây. Chị Cát Tường ơi, ở nhà có thể tìm hiểu thêm thông tin về thành cổ Osaka và nói cho các bạn khán giả biết ha. Còn May đâu? Thì May cũng sẽ tìm hiểu thôi, nhưng mà không phải lúc này. Rồi. Nhưng mà, ấy, cái gì vậy? Bức tượng này ngại quá. Đây là một vị thần của thần thoại Hy Lạp. Đây, 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 đây là vị trí của nơi bức tượng. O-M-M. Excuse me, you are Japanese? Yes, yes. Yeah, yeah, can I ask you just one question? One question, please. Okay. Those O-M-M. Do you know? Sorry, I don't know. OMM, yes, I know. Yeah, really? Maybe. This way. Maybe this way. This way? This way. Now you're here. This way. This way. Điều mà ông còn hoang mang. So, how? Maybe, I think this. This. That building, OMM? Yes, maybe. Sayonara. Sayonara, thank you. Arigato gozaimasu. Mình đi khỏi cái công viên này đi rồi mình đi tìm OMM nha. Nhưng mà thật ra là cậu ấy cũng chưa chỉ cho mình đầy đủ là ở đâu nữa. Ở đâu, trời ơi. Nó ở đâu vậy ta? Cái cơ mới tập được 2 câu để hỏi đường. Excuse me. Doko wa doko desu ka? Doko wa doko desu ka? Chào. Lúc này là mấy cô gái là vô. Không, lúc này là... Doko. Quét. Doko. Come on. Chưa. How with you? How with you, right? Để đi nha. Cứ đi. Lúc này là Miko chuẩn bị ngã sang anh chàng kia. Thì tí nữa mày nắm tay bên này. Can you? Thấy chưa, anh thấy chưa? Tiến bộ vô cực đi. Tập đầu là đâu có dám đụng như thế. Không chỉ nè, Miko này đang níu tay anh này nè. Hôm nay cũng đi hướng khác nè, mày không cần đi thân Miko nữa đâu. Thôi đi nè. Anh May có tiến bộ. Cái này Miko bỏ rơi May trước. Bạn xấu. Miko bỏ rơi May trước. Miko thấy là May thích cô kia quá. Đúng rồi. Nên mới tạo cơ hội. Thích thiệt. Có em. Xin hỏi ý kiến cho mày đồng ý khoát tay nữa. Yay. Hình này không có nhìn được. Đúng rồi. Nhiệm vụ. Nếu mà đây là một nhiệm vụ thì mình thích nhiệm vụ này. Cô gái trong bộ kimono truyền thống của Nhật Bản. Nhiệm vụ của mình hôm nay là gặp cô Hạnh. Vậy thì biết cô nghĩ chắc hình ảnh này là Hạnh rồi đó. Hạnh à. Hay là thế nào? Mình thử lên lầu cao nhất coi sao nha. Đi tìm người Việt Nam. Đi tìm chị Hạnh. Cô Thay Anh nghĩa là gì? Không biết ha. Bình thường tôi hỏi bạn, hôm nay bạn hỏi tôi nữa. Nếu như mà không biết gì hết thì đạp từ đầu đừng có đi. Để cái suất này cho ai? Thôi à, thương. Không. Dạ thưa Thay Anh, là một quán ăn. Vậy thì cô ấy là một ăn tiếp. Đầu bếp. Ăn hả? Nhà hàng món Nhật Raku Taiyan nằm ở tầng 21 và 22 của tòa nhà OMM, là nơi các thực khách có thể vừa ngắm toàn cảnh Osaka, vừa thưởng thức những món ăn ngon cầu kỳ với thực đơn đa dạng. Ohayou gozaimasu.
Chị Hạnh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang làm đầu bếp chính thức tại nhà hàng Nhật Rakutaian, là đầu bếp Việt Nam duy nhất tại đây. Nhưng chị Hạnh luôn được đồng nghiệp và các thực khách Nhật Bản lẫn Việt Nam yêu mến, tín nhiệm bởi sự cần mẫn và tay nghề giỏi của mình. Để tiếp đón hai vị khách đến từ Việt Nam này, chị Hạnh đích thân chuẩn bị những món ăn Nhật sử dụng nguyên liệu bốn mùa. Chà, có vẻ là rất ngon đây. Bây giờ mình được mới vô lại ăn nữa rồi. Bây giờ mấy chị ăn nào đây? Ở Nhật là món đầu tiên là món đen xài trước. Đen xài. Mình phải tắt ra. Cái đó ngon lắm. Phải tắt ra vậy. Cái đó ngon cực kỳ luôn. Nó béo thì là béo. Sắn kế bên. Rồi mình ăn thử cái mình ăn thử một miếng ha. Ăn là kỳ công luôn á. Đổ hết rồi. Trời. Wow. Ngon quá. Oishi. Kỳ công, đúng là cái này là hoàn toàn lạ. Miko ở Việt Nam là chưa có ăn bao giờ. Mặt ăn thì ghét. Ủa, ăn thôi mà, gì đâu ghét gì vậy? Nha. Ngon quá. Món ăn tiếp theo, đó chính là cơm hạt dẻ. Món này bùi bùi. Hàn Nguyên ở Nhật, người ta dọn hơi cơm ở Nhật là nó dẻo. Bùi lắm, bùi lắm. Bình thường cũng có trộn. Có mùa thu mà. Bùi quá. Trời ngon. Ngon chảy nước mắt. Sự ngon chảy nước mắt là sao cô? Sao chảy nước mắt vậy? Xúc động quá. Có mùi tạt đúng không? Mình thấy sao? Có không một chút ngọt. Bùi bùi của hạt dẻ. Tại mình đang cố gắng phân tích nó. Nó quá phức tạp trong một cái chỉ là cơm. Nó là cái gì vậy? Tôi mất hứng rồi. Tôi bỏ tôi về. Thiệt không? Không. Rút mình rút lại lời nói đó, mình rút lại cho thêm miếng nữa để thử, thêm miếng nữa để thử. Ăn tê rồi các bạn. Ngoan ngoan bé ăn đi cống lớn. Nói đi. Em có nhiều câu hỏi thắc mắc đó. Là chị đã qua đến nước Nhật Bản được bao nhiêu lâu rồi ạ? Chị qua 17 năm rồi. 17? 7 năm. Tại sao chị lại quyết định chọn đất nước Nhật Bản để cho mình sinh sống lập nghiệp? Ngày xưa chị coi phim Oshin á. Lúc đó chị khoảng 8-9 tuổi thôi. Từ đó mình chưa thấy tuyết. Bởi vì mình muốn qua nước Nhật không biết tuyết như thế nào. Tự nhiên cái đâu mà gặp được ông xã. Cái mới đi lạc đường xuống quận 2. Xong rồi mới gặp cái chị ấy sớm. Xong rồi cái mời qua nhà rồi ăn cơm. Rồi nấu này nấu kia. Xong rồi trở về bên Nhật xong rồi mới là liên lạc qua thư từ. Trong thời gian đó qua lại 3 năm rồi, trong thời gian đó rồi mới về bệnh coi mắt. Coi mắt xong rồi mới là mở lời là nói cưới, tự làm đám cưới bên Việt Nam. Khi qua bên Nhật xong rồi mới là sanh em bé. Công ty nhà chị là công ty giấy in. Rồi xong chị làm trong đó là 6 năm. Xong rồi chị mới để về nghề nấu ăn. Tại khi chồng chị đi nấu à, người Nhật đều khen. Chị thấy cảm giác chị rất là hạnh phúc khi mình nấu ăn mà người khen món ăn mình ngon. Cảm giác của chị nấu là chị không ăn cũng được nữa, chị nấu như đó chị đủ hạnh phúc rồi. Đây chính là vị đầu bếp trưởng, người đã tạo ra một ngoại lệ khi nhận một phụ nữ Việt Nam trở thành đầu bếp món Nhật tại nhà hàng của mình. Thấy cái ấn tượng đầu tiên của chị Hạnh là gì để mà quyết định nhận một đầu bếp nước ngoài vào làm ở trong quán của mình? Đây là trường hợp đặc biệt đầu tiên. なぜまず最初に別の人がなぜ日本料理を覚えたいのかいうのですごく疑問に思ったんですけども、彼女がもう一生懸命勉強したい、日本料理を覚えたいということをすごくこう訴えてきたので、それでまあ採用してみようかなと。chúng ta đã thấy là chị cũng đã
rất là cố gắng trong cái công việc của mình. Chị Hạnh á thì chị là đầu bếp Việt Nam duy nhất ở đây và chị còn đưa cả món ăn Việt Nam vào trong thực đơn của một cái nhà hàng nổi tiếng như vậy. Ủa, luôn có luôn hả? Dạ. Có món ăn Việt Nam. Là chị... không phải là món ăn Nhật không? Đưa chị làm món ăn Nhật cực kỳ ngon và cực kỳ đẹp rồi. Sau đó chị nấu thử món ăn Việt Nam cho lãnh sự quán Việt Nam ăn, họ khen xong rồi để luôn thực đơn luôn. Thiên Vương thấy là người Nhật họ rất là cởi mở và rất trọng nhân tài. Và một phần nữa là bởi vì chị Hạnh cũng thật sự rất rất là cố gắng. Có một chi tiết nhỏ thôi là lúc em với Miko bắt tay chị Hạnh á, tay chị Hạnh lạnh ngắt à. Lạnh, cảm thấy lạnh quá luôn á. Lý do? Bởi vì chị ấy phải rửa tay trong nước lạnh thường xuyên. Theo chị nói là nó sẽ ngon hơn và nó trực tiếp làm những cái món ăn mình cảm nhận được bằng tay. Đúng rồi, cảm nhận. Tí nữa tụi em sẽ được tới nhà thăm gia đình chị Hạnh. Thì em thấy á, chị ấy là tức vừa giỏi về chuyên môn mà đặc biệt là ba mẹ chồng cực kỳ thương yêu mà bây giờ coi như là con ruột, và chị có cực kỳ có tiếng nói trong nhà. Em thấy chị có một cái sự thoải mái lắm. Trời ơi, mình có nên khoe khoang trước không ta? Mình không nên nói trước đâu, để lát hồi mấy anh chị xem sẽ thấy được. Tụi em sắp được ăn tiếp nè. Kết thúc một ngày làm việc, Mây và Lan Trình được chị Hạnh mời về thăm tổ ấm của mình. Tadaima. Hôm nay tại nhà chị Hạnh có tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời bạn bè cùng đến tham gia. Tại đây là bạn của chị. Dạ, người Việt Nam. Đó, đúng. Saki. Theo lời kể của chị Hạnh, kể từ khi kết hôn với người chồng Nhật vào năm 1997 thì chị vẫn luôn sống trong ngôi nhà này. Dạ, chào bác ạ. Thưa bác, là ở Việt Nam thường hay có khái niệm là mẹ chồng và con dâu á. Con dâu thì nhiều khi là không làm cho mẹ chồng vui. Vậy thì bác thấy chị Hạnh có phải là một người con dâu ngoan không ạ? いい嫁ですよ。いつも一緒に買い物行ったり、いつも一緒です。待ち合わせしてね。Hey, bác có thể nhớ được là khi mà cái lần đầu tiên bác gặp được chị Hạnh thì ấn tượng đầu tiên là gì không bác? おとなしい子やなと思いました。でもその時は言葉があんまりわからないからね。おとなしかったんだと思います。今は違いますよ。慣れてきたからお互いに気持ちが分かるようになり。Làm dâu trong nhà đã được 18 năm, không chỉ được chồng mà cả mẹ chồng yêu quý vì sự khéo léo của mình. Chị Hạnh thực sự là một cô dâu Việt đầy hạnh phúc và rất đáng ngưỡng mộ. Là một đầu bếp thì ở nhà mà chị nấu ăn thì tới bây giờ có bao giờ mà chị nấu cũng phật ý bán chưa? Sorry là nay đấy. Sorry là nay. Ở nhà chị nấu không mà. Dạ. Tết chị cũng làm đồ Tết luôn. Có nghĩa là làm dâu Nhật mà nấu ăn nữa là một cái thuận lợi rất là tuyệt vời. Còn Miko Lan Trinh là thôi thua rồi. Sao vậy? Lát nữa chị dạy thôi. Tại nhà. Hôm nay, mọi người sẽ được thưởng thức một món đặc sản quen thuộc ở Osaka do đầu bếp là chị Hạnh chuẩn bị. Taco đông người ăn bởi vì làm 12 trứng gà. Có cái nào nhẹ nhàng dễ dàng cho em làm vậy? Ôi, em không có gì hết. Cái nước súp từ cái vị da gà cá á. Bịch này vô. Bịch taco. Lát nữa bởi chị nãy em về chị tặng cho em bịch này nha. Chứ có bịch này em không làm được. Chưa đi tặng. Quên lấy về. Ba mình đây. Tới đây, đóng con, tới đây, tới đây. Thấy cầm cái tay là thấy yếu rồi. Em đứng đó chơi đi. Em làm gì hả? Rồi biết rồi, trọng trách nằm hết trong tay mình đúng không? Nước sôi, nước sôi. Trách nhiệm của Mai nặng nề quá ha. Chứ gì nữa đổ một cái là khỏi ăn luôn. Rồi, cái này là giống bánh xèo nè. Bánh khọ, giống bánh khọ. Bánh khọ. Làm đi mấy. Mai mất. Chị chán mực quá chị. Nên chưa hả chị? Đây thì chị cắt này luôn cho nó nhanh ha. Đỏ. Nhìn đỏ. Lúc đầu em dích này lên trước. Xong cái em giữ cái này cho em quen cái này. Là một chút nữa. Takoyaki là món ăn đặc sản của Osaka. Người ta thường tập trung bạn bè đông đủ tại một nhà người nào đó để mở tiệc. Rồi dùng chảo chuyên nướng takoyaki, vừa nướng bánh vừa trò chuyện. Người dân ở vùng Kansai thường hay tổ chức bữa tiệc như thế này. Trả lại. Bây giờ mày làm 6 cái đi. Sáu cái cho nó đẹp đi. Sao mình thấy nó không khét ta? Hả? Vì có mỡ, có trắng mỡ vô trước. Nó càng ngày càng cứng lại một chút thôi chứ nó không có khét. Nó sẽ cuộn tròn lại luôn. Vô đi.
cái rong biển á. Hấp dẫn ha. Đó, nhìn ngon quá. Đó. Cô bỏ gì lên vậy? Cô bỏ gì lên vậy? Mực hài của mình nhé. Hài của mình hả? Xin mời bác ạ. Cũng con mời bác à. Món takoyaki nhân bạch tuộc, món ăn nổi tiếng của Osaka đã được hoàn thành. Mau thưởng thức thôi nào. Tham ăn quá nóng. Các bạn tại tham ăn hãy nhìn đây là bài học, không nên vội vàng như vậy. Tại vì nó nóng lắm, dạ, nó cuộn ở trong mà, nó nhiên ở trong. Tại sao đánh đu hoài vậy? Ao, wow, phụ nữ không nên bạo lực như vậy. 3, 2, 1, cười, yeah. Rồi, trong đoạn tiếp theo là nữa. Tại sao lúc nào mình đang hào hứng là có nhiệm vụ vậy? Câu hỏi. Câu hỏi. Nói về thực phẩm nha. Dạ. Cái gì mà lần đầu tiên chị bước qua Nhật chị không ăn được? Dạ. Chị nghe mùi đó chị ăn không được. Nghe mùi ăn không được. Chị có mấy câu hỏi à? Rồi anh Vương đó, có nó bán rồi kìa. Đó là món natto. Natto. Là gì? Đậu giống như dạng đậu ván vậy đó. Mà họ lên men sau đó thì nó dậy rất là dậy mùi. Thì nhưng mà ngược lại Thiên Vương lại rất là thích ăn cái món đó. Bữa nào em đi rồi em sẽ mời chị món đó. Rồi. Chị chưa có ăn, có đâu ăn. Hai anh chị, tụi em đi ăn bò, tụi em đi ăn sushi, sashimi, còn hai anh chị cứ đi ăn natto đi. Yes. Còn món gì khác có mùi đặc trưng nữa không? Không. À, nếu mà nó mùi. Chị thấy trong cái phim á, trong tivi á là nó có cái món ăn á là vô ăn đồ sống á, là nó bóc nguyên một con bạch tuộc kia nè. Cái nó bỏ vô cái miệng mà chị nghĩ. Cái mùi tanh. Vậy là mùi tanh phải không? Mùi tanh chứ mùi sao? Tanh của bạch tuộc sống. Chị ngửi được mùi đó chưa? Em phải hình dung nha, là cái hình ảnh em đồng ý, em đồng ý. Nguyên một con bạch tuộc nha, bỏ vô cái miệng nha. Thì đâu phải nó có nhiều cái vòi nó bự lắm. Thì bỏ vô trong. Cái vòi đó quất vô trong cái mặt nó bấu vô cái mặt người ta nè, thì em tưởng tượng nó chụp vô luôn vô cái lỗ mũi nè, thì nguyên cái mùi của con bạch tuộc đó em nghĩ đi sao nó không tanh được. Thì đúng là nhìn thấy ghê thì, nhưng mà em đoán chắc chị chỉ mới nhìn chứ chị chưa ăn. Làm sao chị dám ăn? Natto đi anh Vương. Anh Vương, natto. Đừng có tin lời. Phải mạnh mẽ lên. Bây giờ tụi em sẽ cho thêm đợi anh chị một gợi ý. Đó là một món nằm ở trên cái bàn mà nướng bạch tuộc của tụi em nãy giờ. Bước đầu là trứng. Trứng thì không có vấn đề. Bỏ bột vào. Đúng rồi. Khuấy lên. Đúng rồi. Đúng không? Bỏ ra đây đổ vô đó giống như bánh xèo. Bỏ bột vô. Bỏ bạch tuộc vô. Xong xay lại thôi, đâu có gì nữa đâu. Bỏ mấy cái gia vị thôi. Có cái chai gì rắc vô biết không? Cái đó là cá bào. Rắc tiêu. Chị Hạnh chỉ có rắc một cái chai. Cái chai rắc là chai gì? Bù tạc. Cái hũ xanh xanh rắc vô đó. Bù tạc. Bù tạc. Thiệt. Và bây giờ là đáp án. Bù tạc. Trong đây có. Trong đây đáp hồi nãy giờ. Trong đây. Món nào? Vậy món thì món là nào? Cái cá khô. Kêu là ngày hôm nay Lan Chinh được. Trời ơi. Em nói cá bào, nó cá khô nào? Là cũng là cá khô. Ai biết nãy chị hỏi nó là cái gì không? Đâu trả lời đâu. Thấy chưa? Lúc đó chị hỏi em làm sao dám trả lời? Cái đó là cá khô đó. Có gì đâu tức dữ vậy? Em thấy ngon lắm mà chị ăn không được á chị. Chị nghe cái mùi đó. Việt Nam mình không có cái loại cá đó. Nhưng mà em đâu có thấy có mùi gì đâu. Cái này nè. Đó cái đó là thì nó giống mùi khô. Đúng không? Mỗi lần bạn hít nó vô hết luôn mũi. Cái này cái con cá. Cái này nó rồi nó bao ra như vậy. Cái này là khúc củi mà. Con cá đó hả? Đây là một khúc cá. Sấy sủi cucuna để lên được xíu. Cái bột này là mình bào ra như vậy. Cái khuôn để bào nó bào ra mỏng. Cái đó là cái con cá đó hả? Phơi con cá lên. Cái con cá này rất là lớn đúng không? Cắt thành miếng để mà phơi. Lại nhiệm vụ. Nhiệm vụ mới. Chị ơi. Không biết. Nhiệm vụ này không biết. Lớp nấu ăn của chị Hạnh, mấy người Nhật người ta mời mình chị tới nhà chị dạy. Dạ. Cái gì ngày mai chị cùng hai em đi tới đó sẽ coi chị dạy như thế nào. Như đã hẹn, sáng hôm sau, Lan Trinh và Mây đã có mặt tại chỗ hẹn với chị Hạnh. Nữa chứ hình tình thì ăn hoài chị dạy nấu ăn
người Nhật. Mọi người là người Nhật. Lớp học nấu ăn của chị Hạnh được tổ chức một tháng một lần. Chị Hạnh làm ở lớp dạy người Nhật. Những học viên tham gia lớp học lần này là những người quen gặp nhau tại Hội Hữu nghị Việt Nam. Mi ơi, đây là số. Đây cho tỷ tam đi, cho tỷ đồ cao ăn cái là mì dừa nè. Các đồ bán đi. Món gì vậy? Món Việt Nam hả chị? Nhưng mà chưa có nhìn thấy. Không biết là cái gì ở trong đó. Có nước cốt dừa. Nước dừa em. Em còn thấy có gì vô xào. Cái này là nước cà dừa lon em. Nó phải đóng lại. Nó có con nát mi đê cử đê mát tạ. Nhưng thật sự đây cả là cốt tươi sẽ cả là mình gì ngồi đê mát. Chà rốt. Sau khi dạy xong thì chị có kiểm tra lại học trò coi là họ có nấu được hay chưa không? Giống như là cho bài kiểm tra chấm điểm cái gì. Này chứ mỗi gì để ở đây chứ cô đi mát. Xoay để xoay toàn bằng. Chứ mỹ dây này cay thật chứ cô đi mát rồi nè. Chuẩn bị may thể hiện tác phẩm của mình nè. Đúng không? Đó, đó, giỏi đó. Người ta biết cách lượng sức là không. Các món ăn trong thực đơn hàng ngày được nấu một cách khéo léo và nhanh gọn. Gỏi cuốn tôm. Kể từ khi lớp học bắt đầu, sau một tiếng, rất nhiều món ăn thơm ngon đã được hoàn thành. Thử cái cọng phở trước nha. Phở cà ri arigato. Arigato. Biết rồi đúng không? Mê chậm quá. Ăn mãi mê. Mày không nghe mày chậm nói gì hết. Ăn mãi mê. Em mang mắt ăn rồi. Em mang mắt ăn. Mọi hương vị ở đây đều rất là quen thuộc. Mọi người có thấy ngon không ạ? Ngon. Trong lúc mà tham gia học nấu món ăn Việt Nam thì chị cảm thấy thế nào ha? いつも楽しく参加させてもらってます。で、家でも作るようになりました。 3 2 1 cười. Em thấy chị Hạnh nấu ăn. Nhưng mà khi em thấy là chị Hạnh, nước nguyện chị Hạnh là tương lai chị Hạnh thích làm cái gì? A. Chị muốn mở tiệm Nhật ở Việt Nam. B. Chị muốn mở món Việt Nam ở Việt Nam. C. Chị muốn mở tiệm cơm hộp ở Việt Nam. Em nhớ rồi. Và vì cái câu hỏi này mà em đã có một món quà từ chị Hạnh đó. Như là em nói đúng vậy. Ba cái ước muốn đều thực hiện ở Việt Nam. Thì chị nghĩ rằng là cái B là mình loại trừ đi. Không thể là không lý nào chỉ đi qua bên Nhật 17, 18 năm mà chỉ về chỉ mở quán ăn Việt Nam ở Việt Nam. Đúng thì rồi, lấy cái gì rồi, tính chất xác. Gì để quảng cáo? Suy đoán đi, suy đoán đi. Đoán đi, em chạy đi, em lấy cái quà của chị Hạnh. Một là mở nhà hàng món Nhật ở Việt Nam. Còn hai là mở một nhà hàng cơm hộp kiểu Nhật ở Việt Nam. Chị nghĩ là đáp án C. Hình như là cái cửa hàng cơm hộp kiểu Nhật ở Việt Nam là chưa có. Cũng là một điểm hợp lý. Hợp lý. Mà riêng em là thấy một vấn đề như thế này. Chính vì nỗi nhớ quê hương cho nên là chị Hạnh vẫn giữ được nét văn hóa, đó là những món ăn của Việt Nam. Và chị Hạnh lại muốn dạy cho những người Nhật. Chưa, từ từ. Rõ ràng là chúng ta thấy là lên để chốt của hai nước ở đó. Cho nên có lẽ câu B nó hợp lý. Có một gợi ý của em này nha, là thật ra trong thời gian ở Nhật là chị Hạnh thậm chí đã sáng tác thêm một vài món mới nữa kìa. Của Việt Nam nhưng mà kết hợp những cái tinh túy của Nhật Bản để người Nhật ăn cũng thích luôn. Cơm hộp thường là dành cho những người mà họ hay vội vàng. Đúng rồi. Ăn nhanh. Đúng rồi. Nhưng mà với chị Hạnh là một người đầu bếp rất là giỏi. Đúng rồi. Thì không thể nào mà là một cái cơm hộp đúng rồi. Món ở Việt Nam được. Một là câu B, nhà hàng món Việt ở Việt Nam, và câu A là nhà hàng món Nhật ở Việt Nam, hai cái đó thôi. Rồi, chị là C. Rồi, hai chị em bất đồng quan điểm. Nhóm chia rẽ quá trời, trong khi tụi em càng ngày càng đoàn kết. Ê, cứ từ xì đi. Chọn lựa, ai thắng được quyền chọn. Rồi, cố lên. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sao thua hoài vậy trời? Chị từ xì chưa có đối thủ, C. Đúng là C. Là chị muốn mở công ty bento để cho mọi người thưởng thức món Nhật và Việt. Đây
là phần thưởng của em vì em cũng chọn xe. Cuối cùng là bây giờ mây ngố với Vương cũng ngố sai rồi. Thế là cuối cùng em là sai. Hôm nay là chúng ta đi đến một hành trình là được gặp chị Hạnh nè, yeah. Trải nghiệm qua về những món ăn Việt Nam, những cái khó khăn thăng trầm của chị từ ngày đầu tiên đi đến với Nhật như thế nào, và sự giao thoa đúng rồi ẩm thực giữa hai nước. Và nói đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây và gặp lại quý vị trong số kế tiếp rất là hấp dẫn và lý thú. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.